Kính thưa quý vị, Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm tân đại sứ không thường trực tại Việt Nam. Tin đến từ Vatican cho hay, hôm thứ Hai vừa qua, Đức Giáo Hoàng đã bổ nhiệm Tổng giám mục Marek Jaluski, người Ba Lan, làm tân đại diện không thường trú của Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam. Đức Tổng giám mục Jaluski sẽ có văn phòng chính tại Singapore để điền vào vị trí ngoại giao đã bị bỏ trống trong 8 tháng qua sau khi Đức Giáo Hoàng chuyển Đức Tổng giám mục Le Paul Giolari sang làm đại diện cho Tòa Thánh tại Israel và Cyprus và đứng đầu phái đoàn Tông đồ tại Jerusalem cũng như Palestine từ tháng 9 năm 2017. Đức Tổng giám mục Joseph Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã hoan nghênh vị đại diện mới của Tòa Thánh, đồng thời kêu gọi giáo dân cùng cầu nguyện cho sứ mạng mới của Ngài. Trang mạng UCA News trích dẫn lời Đức Tổng giám mục Nguyễn Chí Linh nói rằng, các giáo dân nên cảm ơn Thiên Chúa qua các vị đại diện của Tòa Thánh vì đã tạo điều kiện cho giáo hội ở Việt Nam, nơi mà quyền tự do tôn giáo vẫn còn bị hạn chế, có được mối liên lạc gần gũi với Đức Thánh Cha, với các giới chức Tòa Thánh và với các giáo hội trên toàn thế giới. Thưa quý vị, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lâu nay vẫn đòi quyền phê chuẩn mọi sự bổ nhiệm của Tòa Thánh tại Việt Nam. Do đó, mặc dù Đức Tổng giám mục Jaluski có văn phòng chính tại Singapore, nhưng Ngài vẫn cần được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chuẩn thuận. Mối quan hệ giữa Việt Nam với Tòa Thánh có phần nồng ấm trở lại sau những năm gần đây, khi các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam lần lượt sang thăm Vatican. Nhưng việc hoàn trả tài sản của giáo hội Công giáo bị nhà cầm quyền thu giữ vẫn còn là một vấn đề nhức nhối.